Em lên hiệp 3 nha anh em. Hiệp 3 thì lô quần và áo thập tấm. Rồi số điện thoại của em là 0911337139. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ ha. Em lên quần với áo này. Em có, đây là cái quần hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Nhưng mà size nhỏ nhất của Mỹ, size small, chất vải kaki. Con này là bụng 64. 64 à, căng hết cỡ. Wow. Con này hình như bị đôn vào á. 70. Con này căng ra là được 70. 70 mà anh em muốn thêm nữa thì anh em dịch cái cúc này này. Dịch cái hàng cúc này ra đây thì anh em có thể rồng ra được một chút nữa. Quần 6 cái hộp có bà mông hết nha anh em. Con này là dài quần là 98. Chất vải kaki đẹp nha. Nó dây chạc đầy đủ luôn. Cặp này, con này là tầm 96%. Ở đây có một cái vết ỉm nút nha anh em. Vết ỉm nút. Con này em bán 400.000 mã 48. 400.000 mã 48. Có mấy cái à? Cái này vải kaki luôn. Con này mới hơn. Con này 97%, 97, 98%. Con này cũng mình 70 nha em. Nhưng mà cái dây của nó mất rồi. Quần thì mới hơn con kia. Dài quần 92 à? Quần này sao dài ngắn thế? Quần này dài có 92 à? Quần này em bận vừa luôn rồi này. Rồi 97%. Con này 400.000. Mã 49. Con này thì ở dưới like của nó có hai lỗ tâm anh em. 400.000 mã 49 nha anh em. Ai chốt con này chốt cho em à. Có một anh góp ý cho em là mỗi lần like á thì rồi con này là bình 70. Con này dây chạc đầy đủ nha anh em. Dài quần là 100. 6 cái hộp có bà mông nhưng mà cái bà mông của nó đừng rầy này, nó bung một chút mình cắt cho cụt đi nhá. Do nó bung cái khi máy ha. Quần này cũng 97% đồ mới. Con này em bán 350 mã 50. 350 mã 50. Tiếp một cái quần này của cảnh sát 511 nhưng mà của hãng Chu Sabach. Hãng Chu Sabach nha. 511 hàng liên doanh vải caro 6 cái hộp. Ở bên lưng của nó là có cái đôn co giãn. Rồi con này là bụng 102. Mới 98% ạ. Dài quần 108. Quần này là 78 túi nha. Viết ở dưới này có cái chữ Chu Sabach nè. Rất là mới nha anh em. Rất là mới luôn. Rồi con này em sẽ bán với giá là 600.000. Mã 51. Bác con tôi đi bảo con mẹ. Hả? Chào bác con mẹ. Hả? Chào bác con đi. Cái gì? Chào bác. Chào bác hả? Thôi đi ăn đi. Con đi ăn đi. Chào bác hai ngày. Tiếp một cái quần này bằng nỉ này. Quần này anh em mà ở miền Bắc là anh em thấy những hội chơi đồ lính bận những cái bộ đi dự tiệc, những cái bộ đồ của cái quần này này, đi đám cưới đồng phục, rồi đi nói chung là những cái bộ mà anh em của các hội lớn mới đồng phục nha. Quần nỉ của Pháp. Ở trên là có một cái bộ một cái áo lễ phục mà nó lửng ngang lên. Con này là bụng 90 nha anh em. Bụng 90. Nỉ dày nha anh em.
dài 104, giống như cái quần mà hàng thế chiến của Mỹ á. Nó túi hộp đây, túi ở đây, hai túi túi hộp sau túi mổ này. Tem của nó đây nha anh em, tem của nó ghi 167 đây ạ. Tem của nó đấy ha, chất vải cực dày. Rồi ai chốt con này khoan để em coi review coi, mà con này nó bị lỗi không bị lỗi, em bán con này không đẹp không ăn tiền nha. Ở đây nó bị mảng mất một đường hai đường, nó bị mảng mất một đường hai đường. Dây chạc còn hết này em. Mấy hàng sưu tầm này của Pháp cũng không có rẻ đâu. Nói về Pháp về Mỹ chỉ có bị lỗi một chút như vậy thôi. Con này giờ ta đồ mới nó đang cao nha, chỉ có bị lủng rách như vậy thôi, mảng rồi. Ở trong cái phần túi chỗ này có nó đắp như cái ni lông hay cái gì ở trong này, trong cái túi ở dưới lên á. Đâu, túi ở trong đó chứ. Rồi, con này em bán là 1,5 triệu mà 47 thôi em. 1,5 triệu mà 47. Nó mà không lủng lại nha em chết em nha. Cái dòng này cũng là chất vải này short này, nhưng mà hàng này của Mỹ, áo lễ phục, áo lễ phục. Con này không có tem gì hết, nó mất cái tem dập ở đâu rồi đó. Con này nó mất cái tem dập ở đâu rồi đó. Còn mấy cái bằng ở trên này thôi nè, mấy cái bằng ở trên này. Áo này thuộc cái dạng thế chiến nha anh em. Ở trên này có những cái tem của nó này, hàng thế chiến. Rồi con này là vai 48, dài áo 78, vai 48 dài 78, đang còn tem bằng đầy đủ ở trên, nguyên vẹn trên nha, em không có gỡ ra đâu. Mấy cái form này bẩn đẹp lắm, người ta may sao mà nó phọt đẹp thiệt. Đó, em thấy chưa, một con vest đơn giản như vậy thôi, những cái tem của nó vẫn còn nguyên si này. Bằng đây là bằng, ở trên cái cúc vàng của nó là một cái cúc này là bằng kim loại nha anh em, bằng kim loại ở sau này có dòng chữ của nó này. Đẹp không, quá đỉnh luôn. Con này thì như tầm em bận vừa này, em 55kg là em bận vừa bọc luôn, đẹp luôn. Rồi 97-98% nha anh em, ai chốt con này 900.000 mã 46 ạ. 900.000 này em mới bán 900.000 với cái cặp bằng này này. Mấy cái bằng này em bán cho người ta là một cái bán lẻ ra là mấy trăm ngàn, 100, 200, 300, 400, 500 rồi. Ủa sao tính như vậy thì có bán lỗ luôn à. Rồi thôi bán ngang đi em, ai ủng hộ thì chơi được, cả cái áo nó rẻ hơn à. Tìm một cái quần nữa là đỉnh đồi luôn này. Bây giờ không cần lấy, mình bận con áo vest này cũng đã đẹp rồi, đẹp tuyệt vời. 900.000 là rẻ thôi nha anh em, mã 46. Tiếp một con màu đen vải caro, cảnh sát là 11. Con này là bụng 90, bụng 90 ạ. Dài quần 102, bụng 90, dài quần 102, 6 túi nha, 7 túi gì đó không biết. Cái này gọi là hàng liên doanh nha anh em. Đen thù lùi. Cái màu đen này báo cáo anh em là có màu đen he, màu đen 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 tuyền và màu đen đen đỏ. Con này là màu đen thui, gọi là đen tuyền. Con này tầm 96%.
700.000 mã 52 ạ. 700.000 mã 52. Tiếp một con siêu tên. Con này là chất vải chân chim nha. Cho anh em xem này. Chân dập này. Nó dập lên luôn á, 15 1/2 × 33. Hàng với hàng thế chiến này là nó chỉ có là đẳng cấp của sưu tầm thôi. Rồi con này là 100 cô tông. Nó là thuộc về đời tem dập, là đời đời xưa rồi anh em ạ. Nhưng mà nó dơ, vải thì lì dày nha nhé. Con này vai 46, dài áo 76 ạ. Màu xanh, xanh đỉnh là thủy quân MC này. Thủy quân MC, US MC. Con này anh em về giặt cái là hơi bị đẹp luôn. Cái dòng này giống như kiểu bao bố. Bao bố mà anh em hồi xưa có bao bố á. Ở đây là nó dơ này, nhưng mà không, thời gian nó không làm mà cho con áo này nó xuống màu được. Ngoại trừ con áo, anh em chỉ nhìn trên con áo, có cái này là anh em khỏi cần may tem lên nha. Áo là đỉnh rồi luôn rồi đó. Nó đẹp nhưng mà nó dơ, anh em để ý giặt được thì mình mua nha. Nhưng mà cái vết dơ này không làm cho con áo nó cũ được, vì con áo đang còn xanh ngắt. Dơ nữa nha nhé. Đó, đằng sau dơ này. Anh em nhìn thấy vết dơ mà. Dơ này. Anh em mà sưu tầm saten nè. Saten 100 cô tông là cực mát. Dơ ống tay này. Chất dơ này anh em xem có giặt được không. Rồi. Dù có dơ, con áo anh em thấy khi mà nó dính vết dơ vào á thì làm cho con áo nó xấu đi. Nhưng mà con áo này nó xanh quá, nó đẹp quá thì cái vết dơ, cái áo nó vẫn đẹp át cả vết dơ của nó luôn. Không, nó át luôn vết dơ luôn. Nó làm không làm cho con áo xấu đi được. Là cái đồ áo nó đẹp như thế nào anh em biết, xanh ô liu cực đẹp. Con em bán 1.900.000 mã 45. Nếu như không có vết dơ này, con này em bán 2.500.000 trở lên. 2.500.000 đến 3.000.000 ấy. Con này này. Ai chốt chốt thì em ha. Rồi tiếp một con áo không quân. Lâu lắm rồi giờ mới gặp con này nha. Con này có lót đi kèm nha. Nếu như anh em mùa đông anh em cài lót vào, mùa hè anh em bỏ lót ra và bẩn nước ngoài ha. Áo khoác không quân. Làm áo khoác mỏng anh em. Dài áo 62. Dài áo 62 hay con này để cho em. Con này em bẩn vừa luôn, 55kg. Cao 1m58 như em là vừa bập luôn. 97-98% độ mới. 97-98% độ mới nha. Tem mạc vẫn còn đi theo áo này. Rồi con này em bán với giá là 600.000 mã 44. Con lót đi kèm nha em. Con này màu màu đen. Màu đen. Có con này mới độc này. Tiếp một con này là của Alpha USA 519 USA Remy. Đây anh em này. Con này thì chất liệu của nó giống cái mền bông soleil á, y chang như một cái mền bông soleil luôn á. Mềm mại và nhẹ nhàng nghe. Con này dài áo của nó là 70. Con này là lót của áo lót của con Philot.
Nhưng mà mình chơi con áo này không được có túi đàng hoàng ha. Có túi đàng hoàng này. Đó. Cài cúc, có cúc của nó luôn này. Cúc bấm ha. Rồi, con này là 70-75kg đổ lại thôi. Bẩn con này cũng đẹp, mà hàng độc không đủ hàng ấy nhé. Thực sự cái con lót này không có đủ hàng. Lót hay là ngoài không biết nữa. Này là dòng phi lốt này. Dòng phi lốt này em này. Con này là phi lốt. Đúng rồi, con này phi lốt chứ không phải lót đâu. Vì ở đây có cái túi áo phi lốt bình thường, nhưng mà con này cổ tim. Đó, một con phi lốt không có đủ hàng của hãng Alpha nha em. Con phi lốt thì thông thường em bán là 3 triệu mấy trở lên rồi đó. Nhưng mà con này thì bán nhẹ nhàng thôi. Bán nhẹ nhàng thôi ha. Con phi lốt nhẹ nhàng như vậy. 1,5 triệu nha em. 1,5 triệu. Thực sự con này chưa bao giờ em thấy luôn á. Con phi lốt như vậy chưa bao giờ thấy. Cái lớp này là nó y chang rồi, nó lủng mất lỗ đây rồi. Nó lủng mất một lỗ đây rồi. Giờ mình phải may một cái tem cờ US Army vào đây nha. Một tem cờ hoặc là một cái chữ US Army may vào đây. Đấy, không, oh, may vào đây. Đúng là tem ngực luôn. Rồi lủng lỗ bây giờ nó không ấy, lủng lỗ thì em phải bán rẻ lại luôn. Bán rẻ một con phi lốt mà nãy đáng lẽ một con phi lốt là bán 3 triệu mà giờ bán con này có 1,5 triệu, giờ bớt cái này nữa thì bớt 200. Này em không bớt được nữa. Vì hồi nãy em bán cái giá là áo phi lốt mà bán giá như thế này là giá bèo lắm rồi. Thực sự áo rất là mới luôn á. Áo rất là mới luôn. Đây cái túi phi lốt này em này. Em nghĩ em bán một nửa là vì cái phọt này chưa bao giờ gặp. Rồi 1,3 triệu mã 43 nha em. 1,3 triệu mã 43. 1,3 triệu mã 43. Tiếp một con M51, một con quần của lính bắn tỉa hay còn gọi là của đặc nhiệm à. Có chít gối này. Có chít gối nha anh em. Của lính bắn tỉa nha. Có bà gối, có chít gối này. Quần đen, hàng chuẩn Mỹ à. Chuẩn Mỹ mà đâu có thấy tem đâu. Với tàu lao. Con này không biết nước nào nha em. Nhưng mà quần này của lính bắn tỉa. Lính bắn tỉa có bà gối chất vải cho nó. Bụng của nó là 110, giãn ra 112. 87, 84 gì đó nhé nữa. Dài quần 114. Quần này 98% độ mới. Màu đen thùi lùi. Màu đen tuyền. Con này em bán giá 500.000 mã 53. 500.000 mã 53. Rồi em lên một con áo Canada. Canada này, Canada mùa hè nha em. Không phải là M65 Canada mà giống áo mỏng một lớp. Canada mỏng một lớp mùa hè. Giống như áo túi chéo. Áo sơ mi túi chéo. Túi chéo caro. Túi chéo Brooklyn. Con này là vai 44. Dài 72, 72, 73. Hmm. 70kg trở lại, 68, 70kg trở lại nha em. Sơ mi mỏng. Có dây rút ở đây này. Hai dây rút hai bên tùy anh em thích ha. Đó. Lên tem Mỹ là hơi bị đẹp luôn.
mới 98% nha anh em. Chốt cho em con này 1,2 triệu mã 42 màu olive, mới chưa có sử dụng nha. Tiếp một con của 511 cảnh sát màu xanh đen, chất vải cái lô bụng của nó là 84 giãn ra 94, 84 giãn ra 94, dài quần 104, 700 tính gì luôn nha. Con này nó bị dơ một chút ở đây này, nó bị dơ một chút, quần rất là mới ấy. Rồi con này là 96-97%, 700.000 mã 54 ạ, 700.000 mã 54. Có một con vàng nữa nha anh em, cảnh sát 511 màu vàng, vàng bò. Cái này là màu, con này 1,98 ạ. Dài 106, ăn cơm mà sao chạy đi đâu vậy? Quần đẹp nha, 97% đồ mới. Con này 700.000 mã 60, 700.000 mã 60. Em like lúc em quên. Tiếp một con này Canada nữa này, vai 45, dài 72, áo mỏng tiếp nha em, chưa có sử dụng à, 70kg à. Con này là 1,2 triệu mã 41, chưa có sử dụng, màu ô liu nha em, hàng đời trước cho nên là tem trắng nha, đời tem trắng là đời xưa nha em, Canada đời sau này là tem xanh. Tiếp một con màu đen tuyền, đen lánh luôn, cảnh sát 511, chất vải, vải kaki, con này bụng 86, tăng hết cỡ là 88 ạ, 86 tăng hết cỡ là 88, dài 98, nó đẹp không nè, nó đen thui lùi luôn, chất vải caro nha anh em. Cảnh sát này là liên doanh hết nha em, 97%, 700.000 mã 55 ạ, 900.000 mã 55, một con nữa này, con này của cảnh sát 511 nhưng mà hãng Tucson nha. Rồi con này là bụng 84, chất vải caro, dài 108, con này chỉ còn được 96% nữa thôi, 96% báo cáo anh em này. Con này anh em nhìn thấy nó lấp lánh ở đây không? Như kiểu nó ủi hay sao mà chỗ này nó bị cháy ấy. Nó không phải cháy mà nó có cái đồ bong bóng không? Bong bóng anh em, không biết giật ra hay không em không biết nè. Con này bình thường em bán 700.000 nhưng mà giờ nó như vậy, 800.000, nhưng mà giờ nó có cái vết này thì em sẽ bớt lại cho anh em này, lưu ý dùm em nha nhé. Rất là nhẹ thực sự, cái vết này thì mình nhìn mình bắt lỗi chứ, nó có nghĩa là nó ủi nó bóng thôi. Rồi bán, em bán đây là bán 800.000 mã 53 này, nhưng mà bây giờ em bán 700.000 mã 53. Bật điện thoại đây. Mã 53. Rồi còn một con Canada mỏng nữa này anh em này. Con này vai 44. Mẹ không biết. Rồi. Vai 44, dài 72. Mới 98% em không biết chưa nở này, biết chưa. Rồi. Con này 1,2 triệu mã 40. Hào đang cơm là một con cuối cùng nha anh em.
Con này cảnh sát 511. Hả? Dạ ba ơi. Con này màu xanh đen. Yep. Xanh đen, chưa không có đen tuyền ha. Con này là bụng 88, căng hết cỡ là bụng 90 ấy. Dài quần 102. Con này là còn 95-96% rồi. Vì khi mà nó sử dụng thì cái đường biên này nó sang màu nhẹ nhẹ rồi đó. 511 cảnh sát 511 vải caro màu xanh đen nha. Màu đen xanh. Đen mà đen xanh không phải là đen tuyền. Ở đây có một vết dơ này. Em nhìn trong. Cái màu này là kháng lửa luôn. Khi em đưa cái màn hình, cái chất vải kháng lửa anh em thấy không? Khi đưa vào màn hình tự dưng nó màu đỏ lên một phát. Ở đây này nó hơi dơ dơ một chút. Con này là chất kháng lửa này anh em. Nó hơi dơ một chút nhẹ nhẹ nha. Rồi con này em bán 700.000 mã 56. Em cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi. Chúc anh chị em ngủ ngon. Nếu như quá 9 giờ thì anh chị em chịu khó để lại tin nhắn. Nếu anh em thực sự có thiện chí để chốt đồ thì mình để lại tin nhắn qua số điện thoại. Tôi chốt mã 56, mã 57 là mai em sẽ đọc tin nhắn trước. Ai nhắn trước thì em chốt trước và em sẽ trả lời. Còn thứ nhất là ưu tiên cho số điện thoại, thứ hai là qua Zalo ha. Rồi em xin phép chào.